Vâng, ngày hôm nay thị trường giảm rất sốc và sâu Thì đây là cơ hội hay rủi ro Thì chúng ta sẽ cùng đi luôn vào phân tích trong video của anh chị nhé Ngày hôm nay thì thị trường của ta giảm gần 45 điểm Đúng không ạ, tương ứng với 4,11% Và cái thanh khoản nó rất là cao Đúng không ạ, cái khối lượng giao dịch nó lên tới là 1 400, à 1 tỷ 481 triệu cổ phiếu Và tương đương với cái giá trị giao dịch là hơn 23.000 tỷ Đúng không ạ, và anh chị có thấy là thị trường của chúng ta ngày hôm nay Đúng không ạ, ngày hôm nay thì nó bị bán từ đầu phiên nó bị bán từ đầu phiên cho tới cuối phiên luôn đấy nó bị bán từ đầu phiên cho tối cuối phiên luôn và hầu như là chúng ta có thể nhìn thấy là những cái mã sàn ngày hôm nay nó cũng đã nó đã xuất hiện đoạn nó đã xuất hiện như là HPG cũng như là DIG những mã cổ phiếu mà nó đã tăng rất là mạnh trong cái thời gian vừa rồi đó thì uh, hiện tại thì chúng ta phải hình dung cái thị trường như thế nào cũng như là cái tâm lý của anh chị hiện tại nó đang ở uh, nó đang có xuất hiện những cái tâm lý gì thì em cũng sẽ cùng đi vào phân tích anh chị ha ok thì anh chị phải hình dung thị trường như thế này uh, thị trường của chúng ta đã tăng rất nóng đúng không ạ? Đã tăng rất là nóng từ cái vùng là vùng 870 cho đến vùng cao nhất là vùng 1100. Thì cái việc tăng nóng như này mà thị trường bị gạo dội một cái gáo nước lạnh thì nó vẫn rất chỉ là bình thường anh chị nhá. Và em đánh giá đây là một cái phiên điều chỉnh bình thường của thị trường. Và hiện tại cái tâm lý của anh chị là ồ ngày hôm nay là thị trường giảm rất là mạnh và những cái mã cổ phiếu của chúng ta cũng đã xuất hiện những mã cổ phiếu sàn thì liệu ngày hôm nay bán Uh, có uh, có có đúng không hay là uh, ngày mai bán còn kịp không hay là anh chị nào mà chúng ta mua cái cây ngày hôm qua thì anh chị có đang lo sợ có đang hoang mang uh, có đang hoảng sợ hay không đúng không ạ thì ok thì theo em đánh giá đây là một cái phiên điều chỉnh rất chi là bình thường của thị trường khi mà thị trường của chúng ta đã tăng nóng từ 870 điểm lên 1100 thì việc với cái việc thị trường tăng nóng như này và thị trường nhận một cái gáo nước lạnh thì anh chị có thể hình dung đơn giản đó chỉ là cái việc mà nó làm nguội bớt thị trường đi thôi chứ còn cái việc mà thị trường của chúng ta giảm sâu giảm sốc tiếp theo ấy thì theo em đánh giá là nó khó có thể xảy ra được đúng không ạ nói về cái yếu tố kỹ thuật thì chúng ta có thể thấy là uh, đây là một cái giai đoạn mà tăng rất là nóng của thị trường đấy chúng ta cứ không mua là chúng ta là thị trường nó cứ tăng chúng ta cứ sợ mua vào là thị trường nó lại càng tăng đúng không ạ nhưng mà đến hai cái phiên gần đây đó là cái phiên phân phối thứ nhất cái phiên ngày mùng 1 tháng 12 cũng như là cái phiên ngày hôm nay cái phiên phân phối thứ hai ngày mùng 6 tháng 12 thì anh chị có thể thấy là nếu mà chúng ta mua ở cái phiên này này cái phiên phân phối này thì đâu đó hàng về vẫn có ăn đúng không ạ đâu đó hàng về vẫn có ăn thì tức là ở trước đây chúng ta đã quen giao dịch với cái kiểu là thị trường của chúng ta điều chỉnh trong phiên đấy anh chị có thể thấy là thị trường ta rút chân, rút chân ở những cái phiên ngày 29 tháng 11 cũng như là ngày 30 tháng 1 thì đâu đó là thị trường đã điều chỉnh trong phiên và lại quay trở lại xanh vào cuối phiên. Nhưng mà những cái phiên ngày mùng 1 tháng 12 này với những cái phiên ngày mùng 6 tháng 12 này thị trường của chúng ta đều đóng cửa đỏ đúng không ạ? Tức là nó đang dần dần thay đổi cái 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 thói quen giao dịch của chúng ta đúng không ạ? Đoạn trước thì ok, đoạn đầu uh, rất là còn nghi ngờ không ai gì thì nó tăng lên rất là mạnh đúng không? tăng hai phiên rất là mạnh hai phiên ngày 25 mới lại ngày 28 đúng không ạ xong bắt đầu nó lại chuyển cái trạng thái của chúng ta sang là cái việc điều chỉnh trong phiên Nếu mà điều chỉnh trong phiên ai bán sẽ mất hàng ai bán sẽ mất hàng đúng không ạ điển hình là cái phiên ngày 29 tháng 11 và cái phiên tiếp theo là cái phiên ngày 30 tháng 11 thì ai bán trong phiên là sẽ mất hàng đúng không ạ và đến tiếp theo là cái phiên ngày mùng 1 tháng 12 cũng như là cái phiên ngày hôm nay thì anh chị có thấy là cái cái biên độ của thị trường nó càng ngày càng lớn và nó lại thay đổi cái thói quen giao dịch của chúng ta đó là những cái phiên đỏ này chúng ta bán cũng sẽ mất hàng đúng không ạ nhưng mà bù lại những anh chị nào mà chúng ta mua ở những cái phiên đỏ này thì chúng ta có khi có lãi cực lớn có lãi cực lớn đúng không anh chị ở thấy làm cái phiên ngày mùng một tháng 12 này đúng không ạ khi mà nó điều chỉnh và sau t hai năm về chúng ta vẫn có ăn bình thường đúng không ạ? Chẳng qua là ngày hôm nay thì nó cái biên độ điều chỉnh nó nó lớn hơn. Và anh chị anh chị hình dung là với cái khối lượng giao dịch nhiều như này, đúng không ạ? Hơn 1 tỷ, 1 tỷ 481 triệu cổ phiếu như này thì bán như này thì ai mua, đúng không ạ? Chắc chắn nó sẽ phải có một cái lực nào đó. Đấy, và anh chị có thể thấy là ngày hôm nay cái khối ngoại của chúng ta vẫn mua dòng hơn 700 tỷ, cũng là một cái con số không nhỏ, đúng không ạ? Thì hiện tại cái tâm lý của chúng ta rất là hoang mang và chúng ta đang không hình dung được là thị trường nó giao dịch kiểu gì, Đúng không? nó giao dịch kiểu gì vậy anh chị chú ý nhé à, em phân tích nhé ở cái phần dưới này em nhắc lại này ở những cái phần dưới này những cái phần mập mờ đúng không ạ phần phần mập mờ không ai để ý không ai có thể mua được đến khi thị trường nó rõ ràng nó tăng mạnh rồi thì chúng ta không dám mua đúng không ạ chúng ta không dám mua bởi vì nó tăng mạnh quá sợ nó rơi đúng không ạ và tiếp theo đến cái giai đoạn tiếp theo là không mua ở những cái nhịp điều chỉnh trong phiên thì là chúng ta cũng thiệt và ai bán ở những cái ở những cái phiên điều chỉnh trong phiên này đều là những người mà mất hàng đúng không ạ và tiếp theo được cái giai đoạn thứ ba là đến cái giai đoạn nó bắt đầu xuất hiện những cái phân phối những cái cây phân phối đầu tiên thì ổi hoảng loạn quá bán đúng không ạ bán thì cũng là mất hàng nhưng mà bù lại cái việc bán mất hàng đấy thì anh chị nào mà chúng ta tỉnh táo và nhanh nhạy thì chúng ta có thể mua những cái phiên điều chỉnh sâu đấy của thị trường và hoàn toàn là t hai năm về chúng ta đều có lãi đấy đấy là cái việc mà thị trường nó đang kể cho chúng ta một cái câu chuyện như vậy đúng không ạ kể cho câu chuyện như vậy thì chúng ta cần phải phân tích được là cái hình hành vi của tiền to đúng không ạ kết hợp với cái tâm lý của chúng ta đúng không ạ tâm lý của chúng ta bây giờ vẫn đang rất là hoang mang rất là lo sợ đúng không ạ liệu thị trường đã phân phối hay chưa đấy và nó còn liên tiếp hay không đúng không ạ và bao giờ nó phân phối đúng không ạ đấy thì anh chị có thể thấy là đấy là ba cái giai đoạn của thị trường mà nó thể hiện cho chúng ta nó kể cho chúng ta trong cái giai đoạn vừa rồi và nó bắt đầu nó phá vỡ dần dần cái thói quen của những cái nhà đầu tư. Đấy thì chắc chắn với cái lượng cổ phiếu hàng tỷ cổ phiếu nó đánh lên như này, nó đánh lên như này thì cái việc phân phối đâu đó nó cần phải diễn ra trong rất là nhiều phiên, nó phải kéo lên nữa để nó hấp thụ cái cái lượng cầu từ anh chị vào thì nó mới phân phối được chứ, đúng không ạ? Nó, kiểu gì nó sẽ phải cần nói chung là nó sẽ cần vài vài ba yếu tố đúng không? Thứ nhất là khi mà kéo lên thì nó phải hình thành cái trạng thái tích lũy đi ngang rồi nó mới có thể gãy được đúng không ạ và cái thứ hai đó là nó phải tạo ra cái mẫu hình ví dụ như mẫu hình hai đỉnh đấy mẫu hình hai đỉnh thì nó mới cũng nó 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 mới uh, phân phối được hoặc là cái mẫu hình vai đầu vai đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể thống kê lại trước đây đúng không chúng ta cũng hoàn toàn có thể thống kê lại trước đây à, gần đây nhất là cái nhịp hồi tháng 7 đúng không cái nhịp hồi tháng 7 khi mà thị trường của chúng ta hồi rất mạnh đều có những cái đoạn đúng không đều có những cái đoạn ở dưới này là cái phần nghi ngờ đúng không ạ khi mà có cái cản 1211 ở đây thì thị trường của ta vẫn rất là nghi ngờ không ai dám mua vào nhưng mà đâu nó điều chỉnh vài phiên bắt đầu tăng thốc nó tăng thốc thì khi mà cái tăng tốc này anh chị nào anh chị để ý nhá đây này nó tăng tốc này Đấy, nó tăng tốc này là và nó tạo ra những cái cây điều chỉnh trong phiên. Nó tạo ra những cái cây điều chỉnh trong phiên như này thì anh chị nào bán ở những cái phiên này đều là những cái anh chị là chúng ta sẽ mất hàng, đúng không ạ? Đấy, và sau, bắt đầu nó tiếp tục nó kéo và nó xuất hiện những cái cây điều chỉnh nó xuất hiện những cái cây điều chỉnh đấy thì anh chị nào mà chúng ta mua ở những cái cây điều chỉnh dạng như cây 11 tháng 8 này về chúng ta vẫn có ăn mà đấy chúng ta vẫn có ăn mà đấy thì thì đây đấy sau này nó sẽ tạo ra một cái mẫu hình để phân phối đúng không ạ mẫu hình hai đỉnh Đấy, một đỉnh một này, đỉnh hai này, bắt đầu nó mới phân phối, nó mới phân phối. Đấy. Thì tức là cái giai đoạn của chúng ta hiện tại nó là cái giai đoạn thân cá rồi và chắc chắn là thị trường của ta nó bắt đầu nó bước vào một cái một cái quá trình tiếp theo là cái quá trình mà chúng ta cần phòng thủ nhiều hơn là tấn công anh chị nhá. Đấy, anh chị có thể hình dung nó giống như cái hình tam giác này đúng không ạ? Anh chị có thể hình dung nó giống cái hình tam giác này. Đấy, ở ở cái phần dưới thì chúng ta tha hồ tấn công đúng không ạ? Tấn công như nào cũng có lãi tấn công như là có nãy nhưng mà lên trên này khi mà cái độ rủi ro nó bắt đầu tăng lên rồi thì hoàn toàn là chúng ta phải đưa trạng thái về phòng thủ phòng thủ và cực kỳ phải tỉnh táo anh chị nhá cực kỳ phải tỉnh táo ai bán phiên hôm nay đúng không? ai bán phiên hôm nay thì khả năng mất hàng là rất cao cũng như là ai bán phiên ngày mùng 1 tháng 12 khả năng mất hàng rất cao ngược lại những anh chị nào mà chúng ta tỉnh táo đúng không? chúng ta tỉnh táo chúng ta bán luôn từ cái phiên từ cái lúc sáng cũng như là bán phiên từ cái, luôn từ cái phiên hôm qua thì ngày hôm nay chị có thể cô vừa lại cô vừa lại em nghĩ là chắc chắn là chúng ta về hàng về chúng ta sẽ có lãi thôi bởi vì khi lên đến trên cao thì cái biên độ thị trường càng lớn thì những cái cây giảm lớn như này nó là điều rất là bình thường anh chị ha N nó là điều rất là bình thường khi mà một thị trường tăng nóng và nó tạo những cái cây điều chỉnh như này là một cái điều rất là bình thường và những cái cây điều chỉnh này em đánh giá nó là cơ hội để chúng ta mua đúng không ạ ở dưới này thì chúng ta có thể là chúng ta có thể mua chúng ta nắm giữ và chúng ta bán ra bất kỳ lúc nào cũng có lãi. Nhưng mà cái giai đoạn trên này không hẳn là như vậy đúng không ạ? Ví dụ mà chúng ta mua cái cây này, đúng không ạ? Cái cây ngày mùng 2 tháng 12 này sau khi mà thị trường của chúng ta tạo ra một cái cây điều chỉnh và chúng ta mua cái cây sau này, chúng ta mua khi mà thị trường nó tăng chúng ta nhìn rõ ràng rồi chúng ta mua về T ngày hôm nay về đâu có lãi đâu, đúng không ạ? Đâu có lãi đâu đấy thì đấy là anh chị cái mà anh chị phải hình dung ra là thị trường của chúng ta nó nó đang vận động như thế nào và nó đến cái bước nào rồi để chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý cũng như là những cái hành động nó đúng đắn nhất đấy bởi vì nhá anh chị thống kê trong quá khứ nhá anh chị thống kê trong quá khứ nhá nó cũng có rất là nhiều nhịp tăng đúng không ạ nó có rất là nhiều nhịp tăng và để nó phân phối thì đâu đó nó cũng tạo ra những cái mẫu hình hai đỉnh đấy đây cái, cái ở những cái phần dưới này đây anh chị có thấy là trong những cái nhịp tăng của nó đúng không ạ nó đều có những cái nhịp chỉnh rất là sâu đấy để mà nó phân phối thì đâu đó nó sẽ tạo ra những cái mẫu hình hai đỉnh đúng không? mẫu hình hai đỉnh hoặc là nó có thể nó nó đi ngang thì sau đó nó mới phân phối được đấy thì cái đấy là cái mà anh chị phải nắm vững trong cái thời điểm hiện tại là thị trường của chúng ta đi đi đến đâu đúng không ạ, đi đến đâu đây nó lên này bao giờ nó nó sẽ có nhịp nhịp điều chỉnh và bắt đầu nó có nhịp bứt tốc tăng tốc này và đâu đó nó vừa lên vừa chỉnh vừa lên vừa chỉnh này sau đó nó tạo những cái mẫu hình ví dụ như vai đầu vai này đấy thì sau nó mới có thể nó phân phối được nó mới có thể xuống được Đấy. thì anh chị không phải sợ trong cái thời điểm hiện tại khi mà chúng ta anh chị nào mà chúng ta vẫn đang cầm hàng thì chúng ta vẫn vẫn cầm đúng không ạ chúng ta chờ những cái nhịp mà thị trường nó kéo ngược trở lại lên thì chúng ta ra hàng cũng như là anh chị nào chúng ta mua thì chúng ta phải mua ở những cái cây điều chỉnh này anh chị nhé cần phải mua ở những cái cây điều chỉnh này còn ở cái giai đoạn này mà không mua cái cây điều chỉnh mà mua cái cây xanh tăng mạnh ấy thì khả năng cao là chúng ta về chúng ta sẽ 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 bị lỗ đấy sẽ bị lỗ anh chị nhé thì cái việc em nhắc lại nhé, thì cái việc tăng nóng này của thị trường mà nó điều chỉnh một cây như này là hoàn toàn là bình thường nhé Và bên em cũng ngày hôm nay cũng cũng có cho mua, cũng có cho mua một số cái mã mà nó giảm sàn. Đấy. Thì đi vào những cái mã cổ phiếu anh chị có thấy nó vận động khá là giống thị trường luôn. Đây, ví dụ nhập PVS. À đâu, PVD đúng không ạ? Ngày hôm nay nó xanh như này là hoàn toàn là nó uh, ngày hôm nay nó giữ được cái mức giảm như này, hoàn toàn là nó cũng cũng thuộc cái dòng khỏe rồi thuộc cái dòng khỏe rồi đúng không ạ thị trường ví dụ nhà mua từ cây mùng 1 tháng 12 đúng không ạ đây thì mua cây này ngày hôm nay về vẫn có ăn bình thường đấy vẫn có ăn bình thường anh chị nhé STB này nó mở gáp như này nó mở gáp như này nó lấp gáp là chuyện rất là bình thường thôi không có gì đặc biệt cả và anh chị có thể là mua từ cái cây điều chỉnh nhá tức là cái cây thị trường điều chỉnh ngày mùng 1 tháng 12 này hoàn toàn về chúng ta có ăn đúng không ạ hoàn toàn về t hai năm chúng ta có ăn và ví dụ ngày hôm nay chúng ta mua ở cái giá sàn này thì khả năng về t hai năm về nó lỗ là điều rất là khó đấy nó đôi lỗ là điều rất là khó vậy nên là anh chị chúng ta cần phải tỉnh táo và chúng ta phân tích những cái giai đoạn của thị trường để chúng ta có thể nắm rõ được cái quy luật của nó chứ không phải là chúng ta hoang mang và lo sợ anh chị nhé bởi vì khi càng như thế càng hoang mang lo sợ thế thị trường nó vần vũ chúng ta trong những cái nhịp tăng giảm và đâu đó vào những cái ngày đẹp trời tiếp theo đúng không ạ thị trường nó tăng mạnh thị trường nó tăng mạnh khoảng độ tầm hai ba phiên đi nó kéo cố đi anh chị lại vào thì lúc đấy thôi toi đúng là toang thật anh chị nhá nuôi đúng là toang thật mà chúng ta phải và chúng ta phải cực kỳ tỉnh táo Và phân tích được những cái giai đoạn của thị trường Đấy Cái giai đoạn dưới này là như nào Cái giai đoạn giữa này là như nào Và cái giai đoạn hiện tại là nó như thế nào Đấy Để chúng ta có những cái chiến lược cho mình Đúng không ạ Ở dưới này thì chúng ta tấn công thoải mái Tấn công thoải mái Những cái phiên này chúng ta tấn công thoải mái đấy và uh, những cái phiên trên này thì chúng ta phải phòng thủ nhiều hơn đúng không chúng ta phải phòng thủ nhiều hơn bởi vì cái biên nó đã nó đã đang dẫn rộng uh, ra rồi cái biến động của thị trường nó đang mạnh hơn rồi và cái 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 dòng tiền lớn nó bắt đầu nó có những cái yếu tố phân phối rồi vậy nên là chúng ta cứ tuân thủ thôi giống cái hình tam giác này, này ở dưới tấn công mạnh ở trên chúng ta cần phải phòng thủ đấy thì ngày hôm nay đó là cái phiên mà em đánh giá là có thể mua được đúng không ạ và cái cái việc chúng ta đưa hành động về cuối phiên là cái việc hoàn toàn đúng đắn đấy thì hiện tại bên em ở những cái mã mà bên em mua thì hiện tại vẫn đang là có lãi và ngày hôm nay thì cũng đã chốt một số rồi đúng không ạ và cũng có tham gia một số cái mã cổ phiếu sàn đấy, đấy anh chị có thể thấy là kể cả CTG, DCM cũng như DGC, TVBank ANV BAS thì bên em cũng đã tham gia và hiện tại vẫn đang giữ nhá, vẫn đang giữ nhá. Và khi nào thị trường nó nó bắt đầu có cái dấu hiệu phân phối cũng như là cần phải thoát hàng thì em cũng sẽ báo lên video cho anh chị. Đấy, có anh chị mà mà chúng ta cần cập nhật uh, nhanh hơn thì anh chị có thể là tham gia vào cái room của em bằng cái link mô tả bên dưới màn hình nhá. Bên dưới màn hình anh chị nhá. Thì trong cái trong cái room đó cũng là cái room mà, uh, mà em cũng cập nhật uh, thông báo hàng ngày cho anh chị đúng không ạ? Tình hình của thị trường, tình hình của thị trường và đâu đó em cũng đưa ra những cái khuyến nghị cho anh chị khuyến nghị miễn phí miễn phí cho anh chị anh chị nhé à, kể cả trong uh, trong room khách hàng thì em thi thoảng em cũng sẽ đưa những cái khuyến nghị đó ra đây đấy em cũng sẽ đưa những khuyến nghị đó ra đây ví dụ như là uh, con HNG ngày hôm nọ này em cũng đưa ra cho anh chị đánh giao lưu đúng không? đánh giao lưu hàng Penny đúng không ạ mua 4.2 4.3 thì ngày hôm nay nó uh, ngày hôm nay nó vẫn đạt cái mức tăng rất là tốt đó là mức tăng trần đúng không? lên giá 5.2 thì hoàn toàn là chúng ta trong những cái cơ hội mà thị trường nó đưa ra mà chúng ta không thể chúng ta không thể nắm bắt được thì chúng ta vẫn còn hàng để chơi đúng không ạ miễn là anh chị anh chị biết là chúng ta chơi ở những cái con nào và những cái con nào mà chúng ta có thể mua được khi mà thị trường mà nó đến cái giai đoạn cuối đấy thì cái việc đấy thì để em minh lo anh chị có thể inbox cho em qua số điện thoại cũng như là tham gia vào room uh, khuyến nghị của em ở dưới anh chị nhá đó thì ok, thì theo em đánh giá là hiện tại cái phiên điều chỉnh ngày hôm nay đó là một phiên hết hết sức là bình thường. Đấy, và đây là cái cơ hội để chúng ta uh, có thể là uh, phân phân tích được, phân tích được cái vận động của thị trường để chúng ta ở trong những cái nhịp sau mà chúng ta biết được là chúng ta tham gia như nào là nó hợp lý anh chị nhá. Để chúng ta đỡ phải mua những cái phiên xanh này sau hôm nay phải cắt lỗ đúng không ạ? để mà chúng ta đu vào những cái biên phiên đỏ này để chúng ta t 2 năm về chúng ta có lãi. Đó anh chị nhá. Ok thì anh chị xem video có thể cho em xin một like cũng như là một uh, nút đăng ký để em có thể có động lực làm những cái video tiếp theo chia sẻ những cái kiến thức bổ ích cho anh chị anh chị ha. Và ngày hôm nay thì em cũng có một cái lớp đào tạo cơ bản thì em cũng um, khá là bận nên là ngày hôm nay em chỉ làm video đến đây thôi thì cũng cảm ơn anh chị đã dành thời gian ra để theo dõi video. Uh, và em cũng xin kết thúc video ở đây anh chị ha. Và chúc anh chị là những cái phiên sau chúng ta có những cái điểm mua, điểm bán thật đẹp ha. Ok thì bye bye anh chị.